chương trình tin tức thời sự, bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay bản tin pháp luật USA.blogspot.com chúng tôi sẽ tiếp tục giải mã về vụ chùa Bát Nhã ở California, thưa quý vị. Thì câu chuyện rất nhiều người ở California đã che giấu về việc chùa Bát Nhã này, thưa quý vị, và khiến cho tình trạng là không ai hiểu được đâu đuôi câu chuyện như thế nào. Thứ nhất, họ che giấu về vị viện chủ Thích Nguyên Trí. Thích Nguyên Trí là ai, làm gì mà để gặp đại nạn rồi bây giờ coi như là mất chùa, thưa quý vị. Hiện nay chủ nhân là chị dâu của bác sĩ Michael Dow đã mua được cái khối tài sản này, thưa quý vị. Thì chúng tôi sẽ có nhiều cái chương trình video nói về vấn đề chùa Bát Nhã này để rộng đường dư luận, và quý vị khán thính giả xin tiếp tục theo dõi trong những ngày tới. Thì trên màn hình quý vị thấy đây là vị viện chủ hay là sư trụ trì Thích Nguyên Trí. Năm nay ông coi như là 80 tuổi, thưa quý vị. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1944. Thì cách đây xin thưa là nhiều năm, bắt đầu từ năm 2017, thưa quý vị. Thì trước kia chùa Bát Nhã khá nhỏ, rồi từ từ phát triển và coi như di chuyển địa điểm, địa chỉ nhiều lần. Đến lần ở đường Sullivan thì năm 2016 chùa đã mua được một cơ sở ở số 4147 đường First West Street, thưa quý vị. Có thể nói là ở cái đường số 1 này thì chùa Bát Nhã bắt đầu có một cái cơ sở khang trang, và lúc bây giờ trị giá mua cái khu đất, khu nhà này là 4 triệu đô la, thưa quý vị. Một con số cách đây 4 năm, 4 triệu đô la 2016. Đây là một số tiền lớn, thưa quý vị. Và kể từ khi mà người ta biết được chùa Bát Nhã có một cái số tiền khổng lồ như thế thì bắt đầu lòi ra những vụ tố cáo hòa thượng Thích Quyền Trí tội danh ấu dâm, sờ mó trẻ em, thích sờ ngực, sờ coi như sờ bướm, sờ tùm lum tà la, thưa quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là trong những cái clip này thì yêu cầu trẻ em dưới 18 tuổi không nên vào nghe, thưa quý vị. Thì tại vì ngôn từ ở trong tòa nó khá là nặng nề. Thì như quý vị thấy trên màn hình, diễn biến vụ hòa thượng Thích Nguyên Trí bị tố sờ mó trẻ em. Đây là một cái tội dâm dục, và đây là cái tội mà có thể là bị tội hình sự, thưa quý vị. Cũng xin nhắc lại, quý vị từng nghe qua vụ nghệ sĩ hài Minh Béo Việt Nam từng đến California và từng bị cảnh sát Nam California, thành phố Westminster bắt giữ về cái tội danh ấu dâm, thưa quý vị, sờ mó trẻ em. Tiếng Anh gọi là child molesting, thưa quý vị. Thì vị hòa thượng Thích Nguyên Trí này như đã nói thì bây giờ là ở tuổi 80. Nhưng mà câu chuyện thì nó xảy ra đã khá lâu, thưa quý vị. Thì có tới 5 người phụ nữ, xin nhắc lại là 5 người phụ nữ coi như tố cáo, thưa kiện hòa thượng Thích Nguyên Trí với những cái tội danh là sờ mó trẻ em, khi mà những người phụ nữ này lúc còn nhỏ vào chùa thì đã bị Hòa thượng Thích Nguyên Trí này ôm ấp, sờ bó, thưa quý vị. Có thể nói là sờ ngực, sờ bướm đồ vân vân. Thì năm phụ nữ này rất tức tối, thưa quý vị. Đây là 5 người khác nhau, xin thưa quý vị là như vậy, và ở thời điểm khác nhau, trong thời gian khác nhau của chùa. Thì họ đã đứng những cái đơn tố cáo để mà đòi tiền Hòa thượng Thích Quyền Trí. Thì mỗi một cái đơn vậy, số tiền đòi bồi thường lên tới 2.200.000 đô la, thưa quý vị. Và thời gian mà những vị phụ nữ này, khi mà họ là những cô bé từ 9 tuổi tới 16 tuổi, thưa quý vị. Thì đây là cái nguyên ủy mà dẫn tới việc chùa Bát Nhã gặp đại nạn, thưa quý vị. Đó là lòng tà dâm, đại dâm ô của vị viện chủ. Thì nói thẳng ra, chùa Bát Nhã giống như một cái động, thưa quý vị, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em vào. Và vị viện chủ đang cầm microphone, và người cháu ruột của ông là Nico Huệ Chiếu, thưa quý vị, tên coi như thế danh là Đỗ Thị Huệ Nghiêm, pháp danh là Huệ Chiếu, là cháu ruột của vị viện chủ và trụ trì. Ở đây thì có cái sự nhập nhằng mập mờ ai là chủ nhân của chùa này thì hiện nay chưa ai biết rõ, vì cái bản điều lệ, tức là cái bylaws của tổ chức này chưa được công bố, thưa quý vị. Và cái chức danh tiếng Việt thì cũng mập mờ, trụ trì rồi viện chủ vân vân, thưa quý vị. Viện chủ thì như quý vị thấy là đã có chữ viện, viện đây tức là institute, chủ đây là chủ nhân. Còn trụ trì là một chuyện khác, thưa quý vị. Trụ trì tức là hành lễ Phật giáo, nhưng không phải là chủ nhân. Tiếng Anh gọi là ownership hay là owner. Và tên của cái tổ chức này là Bát Nhã Meditation Institute. Như đã nói là chủ nhân là viện chủ, và viện chủ là thầy, hay còn gọi là Hòa thượng Thích Nguyên Trị. Năm nay đã 80 tuổi. Thì những cái vụ kiện nó lâm xùm, nó bắt đầu nó nổi lên vào năm 2017, thưa quý vị. Tức là cách đây khoảng 7 năm. Lúc đó thì vị hòa thượng này là khoảng 73 tuổi. Thì với 5 cái vụ thưa kiện sách nhiễu tình dục, sờ mó, sờ chim, sờ bướm, con nít, trẻ em lung tung, thì vị hòa thượng này hoảng sợ, xin thưa quý vị là như vậy. Vì bên phía bên kia đều sử dụng các luật sư nổi tiếng về việc kiện tụng ở Nam California, ở Westminster, ở Bonsa, vân vân, thưa quý vị. Thì nội bộ bắt đầu rối loạn. Thì bên phía Hòa thượng Thích Nguyên Trí này, để tránh đi cái gọi là phải bồi thường, phải bị sai áp tài sản. Tại vì một vị trụ trì thì chắc chắn là không có nhiều tiền, hoặc là có tiền nhưng mà lại thuộc của chùa, thưa quý vị. Nấp dưới cái tổ chức là Bát Nhã Meditation Institute. Cho nên là bị phía luật sư bên kia tấn công vào chùa Bát Nhã để đòi tiền, thưa quý vị. Thì phải chơi cái trò gọi là ve sầu thoát xác. Còn không thì sẽ bị sai áp chùa, bị cưỡng chế, bắt bồi thường. Như đã nói là một cái số tiền khổng lồ. Thì vụ này chắc chắn các Phật tử của chùa Bát Nhã đều phải biết. Còn những vị Phật tử nào đóng kịch giả dối nói rằng tôi không biết gì thì là nói láo, thưa quý vị. Vì vụ này báo chí truyền thông đưa tin rất dữ dội, rất nhiều, và nạn nhân cũng lên YouTube rồi các mạng xã hội vân vân tố cáo đích danh, rồi luật sư, rồi thậm chí truyền thông Hoa Kỳ tại địa phương cũng đưa tin hết sức dữ dội, thưa quý vị. Cái thể nơi là một động ổ dâm ô chấn động ở ngay tại đường Bolsa, thưa quý vị. Nói là đường First nhưng mà nhiều người không hiểu, đây cũng chính là đường đại lộ Bolsa kéo dài, thưa quý vị, từ Phước Lộc Thọ đi về phía Tây khoảng 7 block đường là tới chùa Bát Nhã, thưa quý vị. Ngay tại đường Bolsa, xin thưa quý vị là như vậy. 4717 West First Street của Santa Ana. Thì bên phía bên kia là luật sư Kevin O'Connell đại diện cho nguyên đơn và thưa ở tại Tòa Thượng Thẩm Orange County ở Fullerton, thưa quý vị. Thì ông luật sư Kevin O'Connell đại diện cho 2 nguyên đơn trong 5 nguyên đơn. Đó là cô Thi Nguyễn và cô Tina Lê. Thì cho rằng vị Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã dùng chùa để làm nhà, làm một cái động, thưa quý vị, rồi điều khiển mọi thứ trong chùa này và lợi dụng lòng tin của các bé gái, lường gạt các bé gái bằng cách cho kẹo, rồi cho xem truyền hình, rồi chơi trò chơi điện tử, rồi đưa những đứa bé gái này là chỗ không người để sờ mó, thưa quý vị, sờ chim, sờ bướm, sờ đồ lung tung, thưa quý vị. Thì đó là bên phía luật sư Kevin O'Connell đã tố cáo lên Tòa Thượng Thẩm Orange County. Còn bên phía luật sư của bên bị đơn, tức là bên phía của ông Nguyên Trí. Nguyên Trí thì bây giờ đã là tội phạm, thưa quý vị, vì đã bị kết tội. Thì nói rằng những lời khai của các nguyên đơn không đủ bằng chứng, và có những bằng chứng thì đầy mâu thuẫn, thưa quý vị. Nói chung là tìm cách chống đỡ cho ông Nguyên Trí. Thì khai trước tòa án là cô Thi Nguyễn, cô cho biết là từng đi chùa Bát Nhã vào thứ Sáu hàng tuần từ lúc 9-10 tuổi cho đến lúc 14 tuổi, từ lúc chùa còn tọa lạc trên đường West, sau đó dời sang đường Sullivan, rồi cho tới nay. Thì Hòa Thượng Thích Nguyên Trí dạy Phật Pháp cho cô và nhiều người khác. Thì cô nói cô có nghe được những vụ sở khanh sờ mó đối với những phụ nữ khác từng đi học Phật Pháp ở chùa Bát Nhã này. Và sau khi gặp mặt một số người bạn vào năm 2016, thì trong đó có người như là cô nạn nhân Tina Lê. Thì theo cô Thi, lúc chùa còn ở chỗ cũ thì vị hòa thượng này luôn ngồi đối mặt với nhiều trẻ em để đọc kinh, rồi thường gọi cô lên ngồi cạnh ông, thậm chí còn kêu cô ngồi lên đùi. Trời đất ơi là trời. Rồi khi ngồi cạnh hòa thượng, cô kể ông choàng tay vào vai cô rồi sờ mó lung tung, thưa quý vị. Nói chung là cô kể rất là ghê rợn, giống như là ông hòa thượng này nổi hứng làm tình sờ mó con nít một cách bậy bạ, thưa quý vị. Rồi cũng tại ngôi chùa cũ này, cô kể bị hòa thượng chặn lại khi cô đang ngồi trong vườn và bất thình lình ôm cô, thưa quý vị, cũng sờ mó nữa, thưa quý vị. Rồi đến lúc chùa dời qua đường Sullivan, thì cô Thi kể là hòa thượng hôn lên má cô, ôm cô từ phía sau, rồi nói ông là ông thích cô nhất, rồi còn ôm hôn cô rất chặt. Cô nói cô càng đẩy ra thì ông càng ôm chặt hơn, thưa quý vị. Rồi cũng tại đây, cô cho hay là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, tức là vị Hòa Thượng dâm ô, nói cô ngồi lên đùi ông, rồi thậm chí còn sơ đùi và ngực cô. Rồi cô kể tiếp là có một chuyện mà cô cho rằng là không thể quên được cho đến hôm nay, là lúc hòa thượng này gọi vào phòng trong chùa ở trên đường Sullivan, thưa quý vị. Thì cô kể là lúc đó thì một mình cô đang ngồi ở trong nhà bếp, thì hòa thượng đi đến từ phía sau, nói ông có kẹo cho cô trong phòng riêng của ông và gọi cô vào phòng, tức là vụ kẹo, thưa quý vị. Không biết kẹo này kẹo gì, kẹo sô-cô-la hay kẹo đường phèn hay là kẹo đậu phộng vân vân. Thì cô này nghe ông, rồi khi vào phòng ông kêu cô ngồi xuống giường để lấy kẹo và đóng cửa lại. Chà, bắt đầu có những màn cụp lạc thưa quý vị. Cụp lạc. Lúc đó tôi không biết mình bỏ chạy ra ngoài bằng cách nào, vì vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Cô Thi vừa khóc vừa kể trong tòa, thưa quý vị. Coi như là một vị dâm ô, một vị đại dâm ô, thưa quý vị. Thì sau khi ngồi xuống giường, cô kể hòa thượng Thích Nguyên Trí kéo cô lại gần ông, sờ mó cô ở nhiều chỗ, rồi còn tìm cách sờ dưới áo cô nữa, thưa quý vị. Thì như đã nói thì chắc là cũng sờ vú, sờ bướm, sờ tùm lum tà la. Cô kể lúc đó có một người trong chùa gõ cửa phòng để hỏi hòa thượng một số điều, và cô lập tức chạy ra khỏi phòng ông khi thấy cửa mở, thưa quý vị. Khủng khiếp thiệt. Tuy sự việc xảy ra đã lâu, nhưng cô cho biết những nỗi ám ảnh đó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô, từ quan hệ gia đình đến đức tin. Thậm chí cô còn không tin tưởng vào người Việt Nam cũng như là văn hóa quê nhà. Cô chia sẻ cô có chồng đến nay đã được 10 năm, có 3 người con, nhưng vẫn không dám cho chồng ôm từ phía sau, và cũng không dám ôm gia đình chồng, tuy họ rất thân mật. Cô cũng không dám để cho người khác chăm sóc con cái, vì sợ các con có thể gặp những chuyện từng xảy ra với mình, thưa quý vị. Nói chung là một sư ông, theo như lời của các nạn nhân, đã tìm cách về bậy bạ, thưa quý vị. Thì kết quả tòa đã phán là ông Thích Quyền Trí phạm tội, thưa quý vị, và trở thành ra là tội phạm tội ấu dâm, Thích Quyền Trí child molesting. Thì với cái tội danh này thì đi đâu là cũng phải đăng ký với lại sở cảnh sát tại địa phương, thông báo cho mọi người trong khu vực biết rằng là có một kẻ ấu dâm ở trong khu vực, để gia đình các người có con nhỏ họ phải đề phòng và để ý, để mà tránh những tiếp xúc, giao tiếp, giao lưu với những vị mà đã từng phạm tội ấu dâm, thưa quý vị. Nói chung là luật pháp Hoa Kỳ họ rất chặt chẽ vấn đề này. Khi mà đã phạm tội ấu dâm thì trên trang nhà của sở cảnh sát địa phương có danh sách, rồi thông báo tới địa phương, thưa quý vị. Như đã nói, cho các hàng xóm đều biết là trong khu vực của quý vị có một vị từng phạm tội ấu dâm, vân vân, thưa quý vị. Rồi tiếp theo thì cô Thi còn nói những sự việc xảy ra ở chùa Bát Nhã còn hại đến quan hệ giữa cô và thân mẫu, vì bà mẹ của cô từng dạy là cô phải tin vào người lớn và các vị lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng. Bà thân mẫu này chắc bị điên rồi. Lãnh đạo tôn giáo cũng có người tốt, người xấu, chứ không phải ai cũng tốt và ai cũng là thánh thiện, thưa quý vị. Điều đó làm cô không thể chia sẻ những điều kín đáo với mẹ mình được nữa. Rồi kết thúc các câu hỏi của bên nguyên đơn, luật sư O'Connell cho biết là tòa án chỉ có thể xử bồi thường cho cô bằng tiền, tức là dân sự thưa quý vị. Thay vì bỏ tù thì không lấy được tiền, còn lấy được tiền thì không bỏ tù. Thì hỏi rằng cô nghĩ số tiền bao nhiêu theo thỏa đáng, thì cô trả lời là 2.200.000 đô la. Luật sư đại diện cho bên bị đơn, tức là luật sư của ông tội phạm Thích Nguyên Trí, thì hỏi là tại sao cô Thi lại đòi 2.200.000 đô la tiền bồi thường. Thì cô cho hay đó là tiền để cô đi trị liệu tâm lý, cũng như tiền để nuôi con một mình. Rồi cô nói cô dùng tiền trị liệu mà bác sĩ tâm lý tính tiền theo giờ để định ra số tiền bồi thường đó, và chỉ tính cho tương lai chứ chưa tính trong những năm đã qua, tức là tính dài dài thưa quý vị. Sau khi bên bị đơn hỏi nhiều câu hỏi về cuộc sống của cô Thi hiện lúc đó, thì phiên tòa đầu tiên đã kết thúc lúc 4:30 chiều thứ Tư và tiếp tục sang ngày hôm sau 9 giờ sáng thứ Năm ngày 5 tây tháng Giêng 2022. Thì trước đó đài truyền hình ABC 7 ngày 7 tháng 12 năm 2022 cho biết là họ đã đưa tin về cô Thi Nguyễn và cô Tina Lê đã nộp đơn tố cáo Hòa thượng Thích Nguyên Trí tội danh sờ mó, tấn công tình dục họ lúc còn nhỏ tuổi từ năm 1997 tới năm 2008, và họ đã phải chịu đựng nhiều năm, và họ muốn cho công chúng biết được những gì xảy ra ở chùa Bát Nhã và vị sư ông tội phạm tình dục tấn công ấu dâm Thích Nguyên Trí thưa quý vị. Thì sau khi mà bị thua hai vụ đầu tiên, tòa chỉ phạt có 175.000 thưa quý vị, và tổng cộng hai vụ là 350.000 đô la. Thì từ đó là bên phía ông tội phạm Thích Nguyên Trí này bày ra những cách ve sầu thoát xác để mà tránh bị thiệt hại nặng thưa quý vị. Rồi từ đó bắt đầu rút tên ông ra với lý do mở ngoặc kép là nghỉ hưu thưa quý vị, hay về hưu. Như đã nói là năm đó thì ông khoảng 73 tuổi, và bắt đầu nhét cô cháu ruột Đỗ Thị Huệ Nghiêm vào danh sách hội đồng quản trị thưa quý vị. Rồi từ từ cái vị trí là thành viên trong hội đồng quản trị bỗng dưng được truyền ngôi trở thành trụ trì của chùa Bát Nhã thưa quý vị. Đây là một sự kiện lớn, từ chùa Tăng biến thành chùa Ni, nhưng mà việc đổi tên chỉ trên giấy tờ, không thông báo rộng rãi thưa quý vị. Đây là một cái điều mà những Phật tử đi chùa Bát Nhã bị lừa gạt, cứ nghĩ rằng là ông thầy Thích Nguyên Trí vẫn trụ trì, nhưng trên thực tế, trên giấy tờ thì đã biến mất, bị mở ngoặc kép cho về hưu, đóng ngoặc kép vân vân thưa quý vị. Đó là câu chuyện mà từ từ thì bà Nico Huệ Chiếu bắt đầu thế thân thưa quý vị, coi như là từ cái vai trò trụ trì của tổ chức Bát Nhã Meditation Institute dần dần nhảy lên làm CEO, tức là tổng giám đốc, rồi từ từ chuyển tài sản của chùa, của tổ chức bất vụ lợi sang thành tài sản riêng thưa quý vị. Tức là để tránh né trong trường hợp mà bên phía luật sư của các nguyên đơn trong vụ ấu dâm đòi tiền ráo riết, thì ông thầy Thích Nguyên Trí có thể tuyên bố phá sản rồi quý vị, không còn tiền. Và phá sản một mình, tức là không có dính dáng gì đến chùa Bát Nhã. Mà nếu bên phía luật sư kia tấn công vào chùa Bát Nhã thì chùa Bát Nhã cũng đã sang tên cho người khác. Và khi sang tên cho người khác thì cũng đã trồng chéo, biến thành tài sản riêng thưa quý vị. Lại phải có một cái vụ kiện nào đó nhắm vào bà Đỗ Thị Huệ Nghiêm rồi mới lấy được tài sản của bà Đỗ Thị Huệ Nghiêm, vân vân. Rồi từ cái vai trò tổng giám đốc, CEO và chủ trì mà không rõ cái vai trò lúc bà được giao nhận có làm chức viện chủ hay không, thì bỗng dưng lại xảy ra một biến cố mà chúng tôi sẽ kể cho chính xác. Đó là Covid thưa quý vị. Và khi mà Covid xảy ra thì chùa bị tạm đóng cửa, không có khách thập phương, không có Phật tử đến cúng dường, cúng phước sương. Chùa lại lâm vào tình trạng thiếu hụt. Đây là chúng tôi suy nghĩ một cái thuyết mà chúng tôi cho rằng là tử tế nhất. Tức là chúng tôi giả định là vị Nico Huệ Chiếu không có tham lam, gian lận thưa quý vị. Mà chỉ vì khó khăn, đây là một trường hợp khó khăn ngặt nghèo khiến cho chùa bị thất thu nặng nề trong cái mùa đại dịch Covid-19, khiến cho toàn bộ tiền mặt của tài khoản của chùa dần dần bốc hơi thưa quý vị. Rồi dẫn tới một câu chuyện bắt đầu dính dáng tới một âm mưu chiếm đoạt chùa, tước đoạt công sức của các hàng ngàn, hàng chục ngàn Phật tử trong nhiều năm qua. Thì khi mà khốn đốn như thế thì sẽ có những con cá mập. Những con cá mập đều là những tay mua bán nhà bị tịch thu, những tay cho vay lãi mẹ đẻ lại con, cho vay nóng thưa quý vị. Thì chúng ta thấy là bắt đầu xuất hiện những tổ chức cho vay nóng trong cộng đồng người gốc Việt. Và coi như có một cái âm mưu móc ngoặt nào đó để dễ dàng đưa cho bà Nico Huệ Chiếu những cái hợp đồng ngặt nghèo, xin thưa quý vị là như vậy. Thay vì những cái hợp đồng ưu đãi được vay tiền coi như ân hạn, thì những hợp đồng ngặt nghèo cá mập. Thì như chúng tôi đã nói, gói vay đầu tiên là 1.300.000 đô la. Rồi sau đó không rõ là chùa tiếp tục không có tiền để trả tiền lãi, cho nên chùa tiếp tục thông qua Nico Huệ Chiếu vay mượn tiếp ở một cơ sở cho vay nóng khác với số tiền là 1.700.000 đô la thưa quý vị. Thì trị giá của chùa này như đã nói là năm 2016 đã 4 triệu đô la. Và theo định giá ở thời điểm 2021-2022 là 4.700.000 đô la thưa quý vị. Nhưng mà khi đem tài sản này ra thế chấp thì chỉ được định giá một cách thấp hơn là 3.600.000 đô la thưa quý vị. Tức là dưới giá thị trường, khi mà đem tài sản vay nóng cầm cố thế chấp thì ai cũng biết thường là bị ép giá thưa quý vị. Để mà các cơ sở tài chánh, nếu mà trong trường hợp xấu nhất, họ vẫn còn một khoản lời khi mà bán gấp tài sản. Thì với cái trị giá chỉ có 3.600.000 cho nên được vay 1.700.000. Nhưng mà ở đây thì không có những cái điều kiện ân hạn hay những điều kiện dễ dãi ưu đãi, mà cái tỷ lệ lãi suất lên tới 11,75% thưa quý vị. Thì quý vị nào cứ việc nhân ra 11,75% của 1,7 triệu thì quý vị sẽ tính ra hàng tiền lời mỗi năm. Thì sơ sơ tiền lời mỗi năm cũng xấp xỉ trên 185.000 đô la mỗi năm. Và với con số đó thì quý vị chia cho 12 tháng. 12 tháng thì trong tầm khoảng 15-16.000 đô la tiền lời mỗi tháng, thưa quý vị. Xin nhắc lại là tiền lời mỗi tháng để mà trả cái lãi cho số tiền 1.700.000 đô la. Và nếu trong 90 ngày liên tiếp, tức là trong 3 tháng liên tiếp mà không trả lãi, thì coi như là toàn bộ tài sản này sẽ bị đưa ra tòa án, và tòa án sẽ tuyên bố là bị tịch thu, thưa quý vị. Bị tịch biên tài sản, và tài sản bị tịch biên này sẽ đem phát mãi. Phát mãi để làm gì? Phát mãi để mà bán ra cho công chúng, lấy cái tiền đó trả lại cho con nợ. Và nếu mà cái số dư thì sẽ trả lại cho con nợ, thưa quý vị. Tức là tiếng Anh gọi là refund the surplus. Còn nếu mà trong trường hợp mà phát mãi tài sản mà bị âm, tức là bị lỗ, tức là ở đây thí dụ như vay mượn 1,7 triệu nhưng mà tài sản bán được ra ngoài công chúng dưới 1,7 triệu đô la, thì con nợ vẫn phải tiếp tục trả phần còn lại, thưa quý vị. Trong trường hợp mà xui coi như là không lấy được gì mà còn bị nợ thêm nữa, thì cái trường hợp đó cũng có xảy ra, quá là xui, thưa quý vị. Nhưng mà tài liệu của tòa án và công ty phát mãi cho biết rằng là chùa Bát Nhã đã được phát mãi 2.200.000 đô la, thưa quý vị. Tức là chỉ bằng một nửa giá trị thật. Ở đây thì người mua lại là một người Việt Nam, bà Stephanie Phạm, là chị dâu của bác sĩ Michael Dow ở Bonsa, thưa quý vị. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề này. Nhưng mà ở đây thì có người lên án, rồi có người nói là có sự thông đồng, rồi cũng có người bênh vực nói là người mua thì không biết gì, họ chỉ thấy đấu giá thì họ mua, vân vân, thưa quý vị. Thì tùy theo mỗi người suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là có dính dáng tới bà Stephanie Phạm, và chồng của bà là ông Khanh Đào, là anh của bác sĩ Michael Dow, thưa quý vị. Một người chuyên kinh doanh địa ốc, mua những nhà bị tịch thu trong nhiều năm qua. Thì câu chuyện là như thế. Và luật sư Steve vào ngày 5 tây tháng Giêng đã cho biết là bên phía chủ mới, sau 90 ngày, tức là vào tháng Tư Đen tới đây, tức là sau ngày 5 tây tháng 4, họ sẽ thu hồi lại cái cơ sở Bát Nhã để mà họ kinh doanh theo một hướng kinh doanh mới, chẳng hạn như đập phá bỏ rồi xây các nhà cao tầng cho mướn, vân vân, thưa quý vị. Vì họ toàn quyền, xin thưa quý vị, là như vậy. Và theo luật pháp của California thì bên phía chủ mới cho 90 ngày để mà chuộc lại tài sản, thưa quý vị. Tiếng Anh gọi là redemption period, 90 ngày, xin thưa quý vị, là như vậy. Tức là từ ngày 5 tây tháng Giêng, bên phía luật sư của bà Stephanie Phạm đã ra notice, tức là ra thông cáo rộng rãi. Thế mà có nhiều người cũng giả bộ nói là không hay không biết gì cả, thưa quý vị. Chắc là họ bị đuôi, bị mù, bị điếc gì đó. Và cho tới ngày 8 tây tháng 2 thì nhiều người bắt đầu sững sờ, và họ đã báo cáo lên sở cảnh sát, vân vân, thưa quý vị. Còn về vấn đề này mua bán có hợp pháp hay không, hay bất hợp pháp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và trình bày cho quý vị khán thính giả khắp nơi. Nhưng mà thông qua những gì cho tới ngày nay thì hiện nay chùa Bát Nhã đã đổi chủ, thưa quý vị, trên giấy tờ. Còn bà Nico Huệ Chiếu thì đã biến mất sau khi bị trục xuất khỏi chùa và tước chức vị trụ trì, thì bà biến mất, không ai biết bà ở đâu cả, thưa quý vị. Đây là một cái mà bí ẩn, thì không biết là trong tương lai họ sẽ liên hệ với bà này bằng cách nào, vì bà này coi như chắc chắn phải phát lệnh truy nã, hoặc là ai biết bà cư ngụ ở đâu để tố cáo với sở cảnh sát địa phương. Vì nếu mà không có giải quyết, xin nhắc lại là không có tiền chuộc, thì chắc chắn là sẽ thi hành án vào cái tháng tư đen tới đây. Còn các bài vị hương linh hũ tro cốt gì đó thì người chủ mới không chịu trách nhiệm, thưa quý vị. Ở đây chúng tôi nói sơ để cho quý vị hiểu, họ không chịu trách nhiệm. Những hũ